Bây giờ xin mời quý vị và các bạn nấu ăn cùng Lan nhé. Nguyên liệu chúng ta hôm nay gồm có 1,5 kg thịt gà ta, 200g hạt sen, 20 nắm đông cô, 1 ít táo, 1 củ cà rốt, 1 ít hành tỏi băm nhuyễn. Gia vị gồm có nước mắm, dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt và tiêu các bạn ạ. Để đỡ mất thời gian chế biến của các bạn xem video, thịt gà mua về Lan đã rửa sạch và chặt ra miếng vừa ăn như vậy. Cà rốt cũng bào vỏ sắc miếng vừa ăn. Hạt sen thì mình rửa sạch, nấm thì mình ngâm nước cho nó sạch sẽ. Bây giờ mình tiến hành mình đi ướp thịt gà rồi mình hãy nấu nha các bạn. Mình cho vào đây nửa muỗng hạt nêm, một ít tiêu, một muỗng bột ngọt và một ít nước mắm. Mình trộn đều thịt gà lên cho thấm gia vị. Thịt gà mình mua về mình rửa sạch với muối nhiều lần và mình chặt miếng vừa ăn nha. Mình trộn lên cho thấm gia vị và mình để ướp khoảng 10-15 phút á, cho nó thấm gia vị rồi mình hẳn đi nấu nha các bạn. Sau khi mình ướp gà được 10 phút rồi các bạn, bây giờ mình tiến hành mình đi nấu canh nha các bạn. Mình cho vào ít dầu ăn. Dầu nóng mình cho hết tỏi, hành, băm nhuyễn vào. Hành tỏi cũng đã vàng đã thơm rồi các bạn, mình cho gà đã ướp vào nha, mình xào cho nó săn gà đó. Rồi mình hẳn đi cho nó sôi vào. Gà mình xào được rồi nè các bạn, bây giờ mình cho vào đây 1,5 lít nước. Tùy theo nhà các bạn ăn nhiều nước hay ít nước tùy nha. Và tiếp theo mình cho hết hạt sen vào. Hạt sen mình đã rửa sạch rồi nha các bạn. Mình hầm cho nó mềm chung với gà luôn. Bây giờ gà nó sôi rồi nè. Mình hạ lửa và mình hớt cái bọt này ra cho nồi canh của mình nó ngon đó các bạn. Mình hớt hết cái bọt này mình bỏ đi nha. Mình hầm cho gà với hạt sen nó mềm đã nha các bạn. Bây giờ hạt sen của mình nó cũng nở được 80% rồi đó. Tiếp theo mình cho hết nấm đông cô đã ngâm nước và mình đã rửa sạch nhiều lần rồi nha các bạn vào chung, và táo nữa mình cho vào hết luôn cho nó ra chung với gà này nè cho nó hấp dẫn. Và cà rốt để mất thời gian mình cũng chế biến sẵn rồi, cắt miếng ra và cho vô luôn nha các bạn, và mình hầm cho nó mềm.
nồi canh của mình đó các bạn. Hạt sen nó cũng đã mềm rồi nè. Bây giờ các bạn nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị nhà các bạn. Và mình tắt bếp nha. Vậy là món canh gà hầm hạt sen của mình đã xong. Các bạn yêu mến Lan, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Lan, để Lan có động lực làm tiếp những video tiếp theo gửi đến quý vị và các bạn trong tương lai. Chúc quý vị và các bạn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn.